Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục lên nhà review xe, lên xe xuống núi đây. Đó. Vô câu, bước vô trong đây này. Theo sao nữa. Lên câu, đi đây cản. Đi đây ông cản. Đây, đi đây cản cản. Đi 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 về đi về. Đi về. Đi về. Chú ấm chứ, nhắc hết chứ. Tủ hả? Còn dẹp đi, còn non dẹp đi đâu? Quay. Đây là tấm gò đó nghe. Gò nào gò cao. Đường này đường đá. Chốc đá, gọi là chốc đá. Ở đây là chốc đá. Hiểm nhất. Chỗ keo keo đi nhiều ha. Nên chắc cô mười mấy tấn đi. 9 tấn. 19 tấn à. Về quá đi. Ngàn nhạc đó. Qua đây đây hay không? Quay lên chép chát lên lên cái tiểu quay cái bánh bấm cái bánh này tôi đuổi tôi đi cái này đẹp lên bên kem này quay ngang rồi. Ngang lên bên đây cái niệm viên lắm tù họ đã lục khối quay sót được đúng bà tôi đi kiếm khấu câu chắc không đá đi đó. Chỗ nó có cái này. Cái tông gì đó. Cái tông gãy ghê luôn. Ô nó leo không vậy. Ba cái gọn đủ thứ như. Đây là tay cưa lốc nè. Chuyên nghiệp. Chính cục đó kìa. Chính cục đó kìa. Nó cá nó. Nó nào.
ล็อกโอ้ยลูกเขาเลยนั่งมุดตะลุกเข้าไปหยุดเล็บตัวเลยเออจ้าเออchỗ gần gọn nên nghịch kia ta.